hai câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đó anh em. Arsenal FC và Barcelona FC nha anh em. Huyền thoại của giải ngoại hạng Anh Arsenal và gã khổng lồ huyền thoại của Tây Ban Nha La Liga Barcelona. Anh em nào fan bóng đá trước cặp Zippo bữa nay rất là ok luôn anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn với mình ha. Này cuối tuần mình đến với anh em cặp Zippo chủ đề về bóng đá. Thì bên phải là em Arsenal nha anh em. Còn bên trái là Barcelona FC. Hàng chính hãng Zippo Mỹ, hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ hết anh em. New full box luôn. Anh em chơi hay làm quà biếu, quà tặng cho người thân bạn bè cũng rất là ok ha. Hàng zin nha anh em, new full box ha. Thì số điện thoại mình để trên tựa đề clip nha anh em. 0909 828 779 nha anh em. Anh em nào rước hai em nó thì cứ liên hệ trực tiếp mình. Giờ mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước với anh em ha. Đây là em logo câu lạc bộ Arsenal FC nha anh em. Pháo thủ thành London ha, rất là nổi tiếng luôn anh em. Trên là chữ football, ở dưới là logo trên ngực áo cầu thủ. Mặt sau trơn bóng ha. Đấy lõm nha anh em. Em nói zin hết, chưa hề đụng chạm gì ha. New full box anh em. Giá hai em nó thì mình để vô mô tả nha anh em. Anh em cứ nhấn vô tựa đề clip nha. Hiện đồ mô tả sẽ có giá hai em nó cho anh em tham khảo ha. Bên mình giao toàn quốc nha anh em. Anh em cứ alo là có hàng tới tay chơi. Khắc chìm tinh tế lắm anh em. Logo pháo thủ thành London Arsenal. Hàng zin ha. Soi kỹ anh em xem luôn. Hàng chính hãng Zippo Mỹ, anh em yên tâm ha. Kết em nào hoặc cứ alo mình. Còn đây là em Barcelona FC. Gã khổng lồ xứ Catalan, giải La Liga và Champions League nha anh em. Cúp C1. Trên đỉnh là chữ Barcelona, tên câu lạc bộ, ở dưới là logo trên ngực áo cầu thủ. Mặt sau cũng trơn bóng luôn. Đẩy lõm ha. Hàng zin ha anh em. Chưa hề đụng chạm gì ha. New full box luôn. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn nha. Tiện lựa chọn giao lưu Zippo bên mình. Bên mình thì giao toàn quốc luôn. Anh em cứ alo là có hàng chơi. Soi kỹ anh em xem ha. Hàng zin Zippo Tuấn Nguyễn nào giờ thì rất là uy tín với anh em rồi. Giao hàng xịn cho anh em chơi. Soi kỹ anh em xem ha. Hàng zin ha anh em, chính hãng Zippo Mỹ luôn. Mã vạch đầy đủ hết. Giấy tờ kèm theo ha. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em cuối tuần an lành, nhiều niềm vui nha. Và an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Tạm biệt anh em.